Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn với chương trình Trong Ngôi Đền Huyền Thoại. Ở những chương trình trước thì chúng ta đã đến với những người Brazil vĩ đại, đó là bộ đôi Roro, Ronaldo và Ronaldinho. Nhưng vĩ đại nhất trong số những người Brazil vĩ đại và vĩ đại nhất trong làng bóng đá thế giới, đó tất nhiên là Pelé. Trong loạt chương trình Trong Ngôi Đền Huyền Thoại, những nhân vật chúng tôi lựa chọn để trở thành bức tượng đài trong ngôi đền huyền thoại là dựa vào bản danh sách có tên FIFA 100, tức là 100 cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới do Pelé bầu chọn. Chính vì vậy, ở loạt series chương trình này thì không có lý do gì chúng ta lại không đến với một nhân vật có quyền quyết định ai xuất hiện trong bảng vàng của bóng đá thế giới, đó là người có quyền tối thượng, Pelé. Pelé, cái tên đó đã trở nên huyền thoại, nhưng không phải ai cũng biết về nguồn gốc của cái tên này. Vua bóng đá có tên đầy đủ là Edson Arantes do Nascimento, nhưng do thời còn đi học thì ông đã phát âm tên của thủ thành Vasco da Gama mà ông rất yêu mến, từ Bile thành Pile. Chính vì vậy chúng bạn đã gán cho ông biệt danh là Pelé. Thật không ngờ cái tên mà chúng bạn ngày nào chỉ dùng để trêu đùa đã trở thành một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong làng bóng đá thế giới. Đúng là cái tên không thể làm nên một huyền thoại, nhưng con người thì có thể biến một cái tên trở nên bất tử. Cha tôi nói với tôi rằng, bóng đá là quà tặng của Thượng Đế. Thượng Đế trao cho con món quà đó, cũng như Ngài trao cho một nhạc sĩ hay một ca sĩ một bài hát vậy. Vì thế, con phải chuẩn bị sức khỏe tốt nhất và phải luôn tôn trọng đối thủ. Nếu con làm tất cả được những điều đó, con sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá vĩ đại và chẳng ai có thể ngăn cản được con. Tôi kể lại câu chuyện này là để tạ ơn Thượng Đế. Đó là một câu chuyện lớn và giàu cảm xúc. Edson Arantes do Nascimento Pelé. Nhưng đó không chỉ là một cái tên, không chỉ là một cầu thủ bóng đá. Đây là những con phố của Santos, nơi câu chuyện kỳ diệu về bóng đá của Pelé đều bắt đầu, nơi Pelé thống trị bóng đá thế giới. Ở Santos, nơi đâu bạn cũng thấy hình bóng của Pelé. Đó là biểu tượng của thành công và biểu tượng cho những trận đấu giàu cảm xúc. Là con trai của một gia đình bóng đá, Pelé đến với bóng đá như một cuộc hội ngộ đã được định trước và trở thành cầu thủ bóng đá là điều đã được tiên liệu. Mẹ tôi luôn than phiền rằng, mẹ không muốn con trở thành một cầu thủ bóng đá, không muốn một chút nào. Hãy nhìn cha con đấy, chấn thương hành hạ, và chúng ta phải đối mặt với quá nhiều vấn đề. Chúng ta không có tiền để mua thức ăn. Mẹ mong con trở thành một bác sĩ hay một thầy giáo, chứ không phải là cầu thủ bóng đá. Nhưng bóng đá đã chảy trong máu của chàng trai trẻ Edson. Khi mới 15 tuổi, Edson rời bỏ gia đình để đến Bauru và tìm cơ hội với câu lạc bộ Santos để nuôi hy vọng đạt được những thành công mà cha mình chưa bao giờ với tới. Thật bất ngờ, Edson không bao giờ trở về nhà nữa. Lần đầu tiên chúng tôi gặp Pelé lúc mới 15 tuổi và ngay lập tức chúng tôi nhận ra một thiên tài trong con người Pelé. Đó chỉ là một đứa trẻ thôi, nhưng đã thể hiện những kỹ năng của một chuyên gia trong các buổi tập. Ở tuổi 15, tôi đã tập buổi đầu tiên với Santos và chỉ sau một buổi tập, họ đã nhận tôi vào câu lạc bộ. Đôi khi tôi vẫn hay đùa với mẹ tôi thế này. Mẹ có thể tưởng tượng ra một ngày con ở lại Bauru không? Tất nhiên, con không thể làm bác sĩ hay dạy học ở đó được.
Ở đó, con chỉ có thể làm một cầu thủ bóng đá mà thôi. Con đường trở thành số 1 với Pele diễn ra thật nhanh. Nhanh tới độ, chỉ sau một trận đấu, Pele đã chinh phục được huấn luyện viên của đội tuyển Brazil trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 1958. Một quyết định đầy bất ngờ với chính cả Pele. Tôi không dám tin là mình được gọi vào đội tuyển. Tôi mới chỉ 16 tuổi, và thậm chí tôi còn không thường xuyên được đá chính ở câu lạc bộ Santos. Trong ngày tập trung đội tuyển, chúng tôi thấy có một cậu bé da màu, và chúng tôi tự hỏi, không biết đó là ai, ở Rio de Janeiro, chẳng ai biết đó là cầu thủ nào. Mặc cho chấn thương khiến Pele không thể góp mặt trong hai trận đấu đầu tiên, nhưng dấu ấn của Pele đã vượt thời gian. Chính Pele là niềm cảm hứng để Brazil đánh bại đội bóng hùng mạnh Liên Xô và điền tên đội bóng vàng xanh ở vòng đấu tiếp theo của World Cup 1958. Một ngôi sao đã ra đời. Pele bình phục vì bóng đá cần Pele. Đó là một anh chàng nhỏ người, nhưng sức lực và cơ bắp thì tuyệt vời. Và đó là cách Pele đã bước lên sàn diễn của bóng đá thế giới. Con người sau đó được suy tôn là vua bóng đá đã lên tiếng khi giải đấu đã diễn ra, nhưng đó không phải là một sự đến muộn. Bàn thắng này là quá đủ để Brazil vượt qua xứ quên và có mặt ở tứ kết. Và sau đó là một hat-trick không thể ấn tượng hơn vào lưới của đội tuyển Pháp tại vòng bán kết. Đến lúc này thì chúng tôi đã hiểu vì sao một anh chàng mới 16 hay 17 tuổi lại được gọi vào một đội tuyển quốc gia vốn chẳng thiếu tài năng như Brazil. Chẳng ai nhận ra sự choáng ngợp từ cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tham dự một trận chung kết World Cup nơi Pele. Sau khi dẫn trước Thụy Điển với tỷ số 2-1, Pele đã thực hiện một siêu phẩm này và chính thức khắc ghi một cái tên không thể phai nhòa trên những trang vàng của lịch sử bóng đá thế giới và World Cup. World Cup 1958 là lần đầu tiên trong lịch sử các đội bóng châu Âu phải nhìn một đội bóng đến từ châu lục khác đăng quang ngay trên đất của họ. Và đó là điều chỉ duy nhất đến thời điểm này Brazil làm được. Pele kết thúc sâu diễn của riêng mình và của Brazil bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 5-2. Với niềm cảm hứng từ tuổi 17 của Pele, Brazil đã giành chức vô địch thế giới đầu tiên. Một người khổng lồ đã xuất hiện từ chàng trai 17 tuổi. Con đường của World Cup 1958 là con đường đưa Pele từ một đứa trẻ thành một người đàn ông. Khi đến Thụy Điển, ông là một người vô danh. Khi trở về Brazil, ông là người nổi tiếng nhất trong thế giới bóng đá. Chàng trai đến từ Bauru đã thiết lập vị trí của mình một cách dễ dàng như khi ông chinh phục sân khấu bóng đá quốc tế vậy. Ông ấy sinh ra là để nổi tiếng. Sự nổi tiếng đã chờ ông ấy, và ông ấy đã biết cách làm thế nào để khoác trên mình chiếc áo lộng lẫy đó. Kể từ năm 1958, Pele và Santos chinh phạt cả thế giới. Ai cũng muốn có một tấm vé để xem show diễn lớn nhất trong thành phố. Số 10 của câu lạc bộ, nơi đâu cũng được chào đón như một ngôi sao nhạc pop. Santos thi đấu khắp châu Âu. Chúng tôi chơi bóng ở rất nhiều nơi, từ Đức tới Italia, và chúng tôi ít khi thất trận. Không hề quá khi nói rằng cả thế giới bóng đá ở dưới chân của Santos. Ai cũng muốn xem Santos và đặc biệt là Pele thi đấu. Đó là một cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Bàn thắng xuất phát từ Pele nhiều như mưa, nhưng bàn thắng nào cũng đong đầy cảm xúc, và đó là cách Pele trở thành số một. Một chàng trai da màu xuất thân từ một gia đình bình dị đã nổi tiếng toàn cầu, và điều này có tác động rất lớn tới cuộc chiến đòi quyền bình đẳng và chống phân biệt chủng tộc. Ngày nay bạn có thể thấy cầu thủ da màu chơi bóng ở khắp nơi trên thế giới, kể cả ở Thụy Điển. Tôi tự hào là một người Brazil. Tôi tự hào mình là một người da màu, và như thế, tôi đã có đóng góp vào việc làm thay đổi thế giới. Những thay đổi mà bạn thấy ngày hôm nay bắt đầu từ thế hệ những người Brazil chúng tôi. Bốn năm sau chiến tích tại Thụy Điển, Brazil đến Chile để bảo vệ ngôi vô địch thế giới. Pele là đầu tàu trong một đội hình không có nhiều thay đổi. Pele chứng tỏ danh tiếng của mình trong chiến thắng mở màn của Brazil trước Mexico. Nhưng đến trận đấu thứ hai, Pele bị chấn thương rách cơ đùi. Pele đau đớn rời sân. World Cup 1962 đã kết thúc đối với Pele. Không có Pele, nhưng Brazil vẫn đi tới trận chung kết
nhờ tài năng dị biệt của Garrincha. Pele trở thành khán giả bất đắc dĩ khi chứng kiến đội nhà đánh bại tiếp khắc trong trận chung kết để bảo vệ thành công trước vô địch. Sự thật là nỗi đau chấn thương của tôi đã được xoa dịu khi đội nhà thêm lần nữa giành chức vô địch thế giới. Pele chỉ mất 3 tháng để nhắc nhở thế giới về sự nuối tiếc của họ khi không được chứng kiến Pele chơi bóng. Là đội vô địch Nam Mỹ, Santos hành quân tới sân ánh sáng để đá trận chung kết cúp liên lục địa với đội đương kim vô địch cúp C1 châu Âu, Benfica. Đó là một trong những trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Benfica tự tin chiến thắng, nhưng Pele đã dạy cho họ một bài học về bóng đá mà họ không thể nào quên. Khi chúng tôi rời sân sau hiệp 1, tỷ số đã là 4-0 và Benfica đã phải mở mắt ra. Thật khó tin, đó thực sự là một buổi triển lãm của bóng đá. Pele đã có một màn trình diễn siêu hạng, một cú hat-trick trong chiến thắng 5-2 đã cho tất cả thấy những phẩm chất vô tiền khoáng hậu của vua bóng đá. Với vua Pele, nhà vua châu Âu Benfica đã bị hạ bệ một cách không thương tiếc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của tôi. Chắc chắn là như vậy. Santos khi đó được mệnh danh là câu lạc bộ mạnh nhất thế giới. Một năm sau, họ lặp lại thất bại cho câu lạc bộ châu Âu. Lần này, nạn nhân là AC Milan trong trận chung kết liên lục địa năm 1963. Không có giới hạn nào cho Pele và Santos. Khi đó, họ trở thành đối trọng lớn nhất của người khổng lồ châu Âu, Real Madrid. Chúng tôi như một đội tuyển Brazil thứ hai, trái tim của đội bóng đó vẫn là Pele. Đó là bí quyết chiến thắng của chúng tôi. Số 10 của Santos đã tự xây dựng hình ảnh của mình, trở thành cầu thủ tài năng nhất của một đất nước tràn ngập những tài năng bóng đá. Pele dường như chẳng có một điểm yếu nào. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh thể chất và kỹ thuật siêu việt. Pele sở hữu mọi phẩm chất mà một cầu thủ bóng đá phải có. Ông ấy luôn ở đẳng cấp cao nhất. Ngay cả bây giờ, tôi cũng chưa thể tìm ra ai có thể so sánh được với tài năng của Pele. Pele khiến cho mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Pele có tầm nhìn tuyệt vời và sự nhanh nhạy phi thường. Đôi khi tôi phải giám sát cậu ấy, vì cứ mỗi khi Santos thất bại, cậu ấy như phát điên lên và quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi cách. Đó là một anh chàng rất thông minh, chân trái chân phải như một bên trái bóng. Tôi có khả năng kiểm soát tình hình rất tốt, điều tôi được thừa hưởng từ cha mình. Tôi không khó để phát hiện ra những cầu thủ lao vào tranh bóng từ phía sau. Phải nói đó là một người ham bóng. Pele làm mọi cách để đoạt bóng, bắt đồng đội không ngừng di chuyển. Lúc nào Pele cũng khát khao chiến thắng, khao khát phá vỡ những kỷ lục, phá vỡ mọi ranh giới. Pele thật tuyệt vời. Đó là một tấm gương điển hình nhất mà tôi từng thấy dành cho các cầu thủ bóng đá. Mọi người bảo rằng các cầu thủ sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi chơi bóng bên Pele, nhưng tôi không nghĩ là như vậy. Rất khó để theo được lối đá của Pele, vì đơn giản, đó là một thiên tài. Người hùng của thành phố Santos lại có thêm một cơ hội nữa để chứng tỏ khả năng của mình ở sân chơi World Cup. Khi World Cup 1966 chuẩn bị diễn ra, Pele đang ở đỉnh cao phong độ của mình. Pele 9 năm liên tiếp là chân sút số 1 của giải bang Sao Paulo. Thế nhưng, những âm mưu ngoài sân cỏ có thể làm con tàu Brazil đi chệch khỏi đường ray tiến tới vinh quang. Trước trận đấu đầu tiên 2 hay 3 ngày, đội tuyển Brazil vẫn chưa định hình được. Điều này làm chúng tôi rất lo lắng. So it was really confusing for everyone.
Pele là trung tâm chú ý trong trận đấu mở màn với Bulgaria, nhưng chấn thương khiến ông vắng mặt trong trận đấu tiếp theo và Brazil thất bại trước một đội tuyển Hungary tầm thường. Thất bại đầu tiên của Brazil trong 12 năm. Trận đấu tiếp theo, Brazil phải đánh bại Bồ Đào Nha và một cầu thủ có biệt danh Pele của châu Âu, Eusebio. Đội tuyển Brazil năm đó là đội tuyển yếu nhất mà tôi từng thấy, rất tồi tệ. Cầu thủ đánh mất phương hướng, thậm chí ngay cả Pele. Khi đó tôi tự tin nói rằng, chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng vì chúng tôi là đội mạnh hơn. Chúng tôi mạnh hơn Brazil. Đó là một kỳ World Cup thật chông gai mà ai cũng thấy. Đó là một giải đấu khó khăn nhất với đội tuyển trong hoàn cảnh tôi bị chấn thương. Cùng với chấn thương của tôi, đội tuyển Brazil cũng gặp chấn thương về mặt tinh thần. Đó là một năm buồn. Năm 1966, Pele là trung tâm của những pha vào bóng thô bạo. Đội tuyển Bồ Đào Nha áp dụng một lối chơi rắn với Pele, nhưng họ lại nói rằng Pele đã chấn thương từ trước. Pele đã chấn thương từ trước rồi, trước khi World Cup khởi tranh. Chúng tôi không hề gây ra chấn thương mắt cá cho Pele. Ông ấy cũng biết điều này, và thế là chúng tôi đã giành chiến thắng một cách dễ dàng. Pele chỉ còn lại là cái bóng của một ngôi sao đã chơi bùng nổ năm 1962. Thời điểm Santos vượt qua Benfica, Pele vô hại và Bồ Đào Nha giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Đó là một kỳ World Cup đáng để quên với Brazil. Nói vắn gọn, năm 66 là một năm thảm họa. Với một cơ thể bầm tím vì chấn thương và cả những ảnh hưởng về tinh thần, Pele đã nghĩ tới việc giải nghệ. Sau kỳ World Cup năm đó, tôi đã tự nhủ rằng tôi sẽ không chơi bóng nữa và tự hứa là sẽ chia tay các trận đấu. Bóng đá cũng như cuộc đời, không phải lúc nào cũng tràn ngập màu hồng. Chính vì vậy, sau khi không thể đi tới trận đấu cuối cùng của World Cup 1962 và sau khi trải qua một kỳ World Cup khủng khiếp nhất với đội tuyển Brazil World Cup 1966, đã có lúc Pele có ý định giải nghệ. Nhưng rồi, ý chí và tinh thần vượt khó đã giúp ông đi tiếp con đường của mình. Và thành quả của nghị lực phi thường ấy là đỉnh cao World Cup năm 1970, nhưng trước đó là một cột mốc không thể nào quên vào năm 1969. Mặc dù luôn bị các thủ môn và hậu vệ chú ý đặc biệt, nhưng đến tháng 11 năm 1969, Pele đã đạt cột mốc 999 bàn thắng. Pele có cơ hội để làm nên lịch sử với Santos trong cuộc đối đầu với Vasco da Gama trên thánh đường bóng đá Maracanã. Tất cả đều hướng tới đích của Pele. Có rất nhiều lần, chúng tôi ở vị trí có thể dứt điểm ngay, nhưng chúng tôi không sút mà chuyền bóng cho Pele để ông ấy ghi bàn thắng thứ 1.000. Khi trận đấu còn 14 phút nữa, Santos được hưởng một quả penalty.
Lúc đó tôi nhìn xung quanh và mọi người đều đồng thanh hô vang Pele, Pele, và cái chân trái của tôi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Khi đó tôi nói thầm rằng, lạy Chúa, con không thể bỏ lỡ quả penalty này, xin đừng để điều đó xảy ra. Ngay cả lúc tôi mới 17 tuổi và tham dự World Cup 1958, tôi cũng không hồi hộp đến thế. Thật may mắn, khi tôi đã ghi bàn thắng thứ 1.000, cho đến khi tôi kết thúc sự nghiệp với 1.282 bàn thắng. Năm 1970, Pelé trở lại đội tuyển quốc gia để chuẩn bị tham dự World Cup thứ tư của mình tại Mexico. Khi đó mới 29 tuổi, nhưng Pelé đã là một cựu binh và là thành viên duy nhất của đội hình vô địch World Cup 1958 và 1962. Năm 1970, Pelé chưa đến 30 và đang ở đỉnh cao về thể lực cũng như kỹ thuật. Ông ấy cũng hiểu rằng đó là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Lúc ấy, chúng tôi là một đội tuyển được tổ chức tốt. Chúng tôi chơi mọi trận như một ở vòng loại. Chúng tôi hiểu nhau và biết cách làm thế nào để chiến thắng. Không phải ai khác, mà chính Pelé là cái tên nổi bật nhất năm đó. Trong trận đấu mở màn gặp tiểu khắc, Pelé đã chơi với tất cả những phẩm chất thăng hoa nhất của mình để cùng đồng đội giành chiến thắng 4-1. Các đồng đội đều mong muốn cầu thủ vĩ đại nhất của mình chia tay sân khấu World Cup với ánh hào quang lấp lánh. Năm ấy cứ như thế, ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chia tay trong vinh quang. Pelé đã có một kỳ World Cup không thể tuyệt vời hơn. He had an incredible World Cup. Extraordinary. Pelé knew the significance of 1970. Pelé hiểu tầm quan trọng của World Cup 1970. Đó là lần cuối cùng ông có thể làm ngôi sao World Cup. From an individual point of view, cá nhân tôi cho rằng World Cup 1970 là kỳ World Cup vĩ đại nhất của Pelé. Nhưng ông ấy không tỏa sáng một cách cá nhân. Ông ấy đủ thông minh để chiến đấu cùng đội bóng, nhưng cũng đủ những phẩm chất để khiến tất cả phải chú ý tới mình. Individual brilliance. And there were a lot of those in 1970. Chúng tôi vẫn bảo nhau rằng Pelé rất nhanh trong suy nghĩ, nhanh hơn hàng trăm giây so với phần còn lại của đội bóng. Khi chúng tôi bắt đầu phán đoán xem ông ấy chuẩn bị làm gì, thì ông ấy đã thực hiện xong rồi. With him in the side, the win was có Pelé là có chiến thắng. As Brazil progressed to the final, Pelé knew his. Khi Brazil vào chơi trận chung kết, Pelé hiểu rằng thời khắc lịch sử của mình đã đến. Một chiến thắng sẽ đưa ông trở thành huyền thoại vĩ đại nhất. Nhưng các vĩ nhân cũng phải đối mặt với áp lực. Các vĩ nhân cũng phải hoài nghi, lo lắng. Khi đội tuyển trên đường tới sân vận động, tôi nhìn ra cửa xe và thấy hàng nghìn cổ động viên Brazil vào Mexico, tay cầm cờ Brazil rồi hô vang Brazil, Brazil, Pelé, Pelé. Điều đó làm tôi rất xúc động. Tôi không muốn khóc, mà không thể. Tôi muốn giấu cảm xúc, vì tôi là cầu thủ nhiều tuổi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất, và tôi không muốn các đồng đội phải đặt câu hỏi, tại sao Pelé khóc? Đó là kỳ World Cup đầu tiên được phát sóng với hình ảnh màu. Sắc vàng Brazil dưới ánh nắng cao nguyên Mexico như trở thành màu huyền thoại. Đó là cách tốt nhất để làm toát lên hết vẻ kỳ diệu của một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Trong một trận đấu đặc biệt như thế, chỉ có một người duy nhất có thể ghi bàn mở tỷ số. Tôi đã ghi bàn bằng đầu vào lưới Thụy Điển ở kỳ World Cup đầu tiên, và tôi lại làm điều đó trong trận đấu World Cup cuối cùng để trở thành nhà vô địch. Thật quá tuyệt vời. Mặc dù Italia đã có bàn thắng gỡ hòa, nhưng Brazil vẫn hoàn toàn áp đảo. Nỗ lực của họ nhanh chóng được đền đáp. Nghe có vẻ vô lý, nhưng thực sự với tôi, trận chung kết với Italia là trận đấu dễ dàng nhất trong lịch sử World Cup của đội tuyển Brazil.
Khi trận đấu chỉ còn lại 5 phút, Brazil vẫn không quên làm tăng thêm bảng vàng của mình. Khi bóng đến, và tôi thấy Fajardo cùng Jairzinho đang ở bên trong, tất cả những gì tôi phải làm là khống chế bóng rồi truyền. Tôi biết chuyện gì sẽ đến. Tôi không nhìn, không quan sát, nhưng tôi biết Carlos Alberto đang tiến đến. Tôi thật may mắn khi có mặt đúng lúc, đúng chỗ để kết thúc cú mơ bóng của Pele. 12 năm sau khi giành chức vô địch thế giới đầu tiên, Pele đã ăn mừng kỷ lục vô địch World Cup lần thứ 3. Không còn là vua bóng đá Brazil, Pele đã trở thành vua bóng đá thế giới. Đội tuyển Brazil năm 1970 đã trở thành đội tuyển hay nhất trong lịch sử trên sân vận động vĩ đại Azteca, và cảm hứng của đội tuyển ấy không ai khác mà là số 10 huyền thoại. Không còn phải nghi ngờ gì nữa. Đó là kỳ World Cup cuộc đời. Tôi chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu và để biến nó trở thành kỳ World Cup tuyệt vời nhất. Chắc chắn là như vậy. Tôi phải tạ ơn Chúa vì đã cho tôi một kỳ World Cup chia tay thành công khó tin như vậy. Sau 92 trận đấu và 77 bàn thắng, Pele quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế một năm sau đó. Trở lại Santos, Pele hiểu rằng thời điểm chia tay đã đến gần. Pele chơi trận đấu cuối cùng của mình cho câu lạc bộ vào tháng 9 năm 1974, sau 18 năm cống hiến với tất cả lòng trung thành. Bến đỗ tiếp theo của ông đã làm tất cả phải ngạc nhiên. Ông đến Mỹ để khoác áo câu lạc bộ New York Cosmos. Hành trình thuyết phục Pele là một hành trình gian nan, nhưng chúng tôi hiểu mình sẽ được đền đáp, vì chỉ có ông ấy mới có thể đưa những trận đấu bình thường trở nên phi thường. Những bàn thắng tiếp tục đến với Pele một cách dễ dàng. Những bàn thắng đưa Cosmos tới chức vô địch năm 1977. Tuy nhiên, thành công lớn nhất của Pele là ông đã góp phần phát triển môn thể thao vua ở nước Mỹ. Với tầm ảnh hưởng toàn cầu, vua bóng đá đã đưa môn thể thao vua trở thành một trong những môn thể thao được yêu thích nhất ở Mỹ, một tài sản trường tồn của Pele. Sau khi giải nghệ, Pele trở thành đại sứ của bóng đá. Ông đi đây đi đó, có mặt ở sân cỏ này, sân cỏ khác với tất cả sự thông minh và từ tốn. Pele đưa bóng đá đến trái tim mọi người. Ngôi sao Pele không bao giờ tắt. Sau biết bao năm tháng kể từ khi giải nghệ, ông ấy vẫn tỏa sáng. Ở bất kỳ nơi đâu, ông ấy đặt chân tới. Pele là một cầu thủ thật đặc biệt. Sẽ không có một cầu thủ nào khác như Pele. Tôi vẫn nói, ông ấy đến từ một hành tinh khác, sao thổ, vì ông ấy đã làm được những điều mà người bình thường không làm được. Tôi vẫn tự hào khoe với các con mình, gia đình mình và bạn tôi rằng tôi đã có vinh dự được chơi bóng cùng cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá thế giới. Đó là một cầu thủ hoàn hảo. Bạn không thể tìm thấy ở một người đã ghi tới 1.300 bàn thắng bất kỳ một điểm yếu nào. Đó phải là người xuất sắc nhất. Edson Arantes, Do Nascimento, Pele. Đó còn hơn cả một cái tên, còn hơn một cầu thủ bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đi qua cuộc đời của một con người huyền thoại. Con người được nước Anh trao tặng danh hiệu hiệp sĩ đế chế, được Liên Hợp Quốc gọi là công dân thế giới, nhưng cao sang hơn tất cả và vĩ đại hơn tất cả, đó chính là danh hiệu vua bóng đá. Đúng như mong muốn của cha mình, cái tên Edison rất gần với nhà phát minh vĩ đại người Mỹ Thomas Edison. Pele đã trở thành một trong những phát minh vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trong ngôi đền huyền thoại ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được dừng lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những chương trình khác với những huyền thoại khác của bóng đá thế giới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.